Truyện Matilda, cô bé nghịch ngợm của tác giả Roald Dahl. Chương 1, một độc giả nhí. Bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng buồn cười như thế cả. Thậm chí con cái của họ là một đứa trẻ dơ bẩn, luộm thuộm như mụn ghẻ, thì họ vẫn cho rằng chú bé hoặc cô bé đó rất là tuyệt vời. Một số bậc phụ huynh còn đi xa hơn, họ trở nên mù quáng trong tình thương mến đứa con, tới nỗi họ tin rằng con cái của họ có phẩm chất của một thiên tài. Như thế thì chẳng có gì sai trái cả. Cuộc đời vẫn thường xảy ra những điều như vậy. Nhưng khi các bậc cha mẹ bắt đầu mở miệng kể cho chúng ta nghe về cục cưng kinh khiếp của họ, chúng ta đành phải la lên: "Mang trò tới đây nhanh lên, chúng tôi muốn buồn nôn rồi." Các thầy cô giáo trong trường học còn phải chịu đựng nhiều khi lắng nghe những quý vị phụ huynh sùng bái con cái của họ quá đáng. Nhưng rồi những đứa trẻ sẽ biến thành chính bản thân của chúng vào thời điểm viết bài kiểm tra cuối học kỳ. Nếu tôi là giáo viên, chắc chắn tôi sẽ viết cho họ biết về sự thật đau lòng của con gái họ. Tôi sẽ viết rằng: "Con trai ông bà, Maximilian, hoàn toàn là một sự thất bại. Tôi mong ông bà có sẵn việc kinh doanh gia đình để đưa nó vào làm sau khi nó rời ghế nhà trường, bởi vì chắc chắn nó sẽ chẳng tìm được một việc làm ở nơi khác." Hoặc một ngày nào đó, trong tâm trạng bốc đồng, tôi sẽ viết thế này: "Một sự thật kỳ quặc cho rằng các cơ quan thính giác của châu chấu nằm ở hông của nó. Còn cô con gái Vanessa của ông bà được nhận xét qua suốt một học kỳ, hoàn toàn không có cơ quan thính giác gì cả." Có thể tôi sẽ lục lọi tìm trong cuốn sử tự nhiên mà viết rằng con ve sầu phải trải qua 6 năm để làm ấu trùng sống dưới lòng đất, và chỉ không đầy 6 ngày để trở thành một sinh vật tự do dưới ánh nắng và không khí. Con trai Wilfred của ông bà đã phải trải qua 6 năm làm ấu trùng trong ngôi trường này, và chúng tôi vẫn đang chờ đợi nó lột xác khỏi nhộng. Tôi nghĩ thật thích thú nếu tôi được viết những điều như thế trong các phiếu điểm cuối học kỳ cho các học sinh trong lớp tôi. Nhưng tản mạn như thế là đủ, chúng ta phải tiếp tục câu chuyện. Tình cờ, tôi biết được một cặp cha mẹ hoàn toàn khác hẳn. Họ chẳng quan tâm gì tới con cái của họ, và còn khuya họ mới trở thành bậc phụ huynh sùng bái con cái. Ông bà Wormwood chính là hai người như thế. Họ có cậu con trai tên Michael và cô con gái tên Matilda, và họ xem Matilda không hơn không kém cái vảy ghẻ. Vảy ghẻ là cái mà các bạn phải chịu đựng cho tới khi đủ ngày đủ tháng, các bạn gỡ ra rồi phủi đi. Ông bà Wormwood mong đợi ngày đêm để tới lúc họ có thể phủi đứa con gái của họ đi, tốt nhất là đẩy nó sang tỉnh kế bên, hoặc càng xa càng tốt. Cha mẹ đối xử với đứa con bình thường giống như cái vảy ghẻ đã là điều tồi tệ, nhưng sẽ càng tồi tệ hơn nếu đó là đứa con phi thường. Mà tôi muốn nói rằng đó là một đứa bé sáng chói và nhạy cảm. Bé Matilda có đủ hai phẩm chất trên, và sự sáng chói nơi bé thật nổi trội. Đầu óc bé lanh lợi, bé nhanh chóng hiểu ra rằng bé nên tặng lại cho bố mẹ khả năng thiên phú của mình. Nhưng ông bà Wormwood chỉ biết sống rút trong cái vỏ óc riêng của họ, mà chẳng hề để ý tới những điều bất thường nơi đứa con gái của họ. Nói thật nhé, thậm chí nếu cô bé có bò vào nhà với chiếc chân gãy, họ sẽ chẳng chú ý đến đâu. Michael, anh trai của Matilda, là một chú bé bình thường. Nhưng còn cô bé, như tôi đã nói, là sự kiện các bạn không thể rời mắt. Lúc 1 tuổi rưỡi, ngôn từ của bé đã hoàn hảo, và bé có số vốn từ bằng với một người lớn. Ông bà và bố mẹ, thay vì vỗ tay khen ngợi, lại bảo bé lắm mồm và nghiêm khắc dạy rằng người ta chỉ thích ngắm nó chứ không thích nghe nó. 3 tuổi, Matilda tự đọc bằng những tờ báo hoặc tạp chí quăng lăn lóc khắp nhà. 4 tuổi, bé có thể đọc nhanh và lưu loát. Bé bắt đầu thèm đọc sách, và cuốn sách duy nhất trong nhà có được là cuốn sách dạy nấu ăn của mẹ bé. Khi bé thuộc nằm lòng từng công thức nấu ăn, bé quyết định hỏi xin một cái gì đó thú vị hơn. Bé thỏ thẻ với ba: "Ba ơi, ba có thể mua cho con một cuốn sách được không?" "Một cuốn sách? Mày muốn sách để làm gì?" "Để đọc ạ." "Lạy Chúa, thế có chuyện gì với cái tivi vậy? Nhà ta đã có một cái tivi màn hình 12 inch tuyệt đẹp, thế mà bây giờ mày còn đòi có một cuốn sách, càng ngày mày càng hư." Hầu như mỗi buổi chiều, Matilda bị bỏ quên một mình trong nhà. Anh trai bé lớn hơn bé 5 tuổi thì đi học, bố bé đi làm, còn mẹ bé đi chơi lô tô trên phố cách đó khoảng 10 cây số. Bà Wormwood ghiền lô tô lắm, chiều nào cũng phải đi chơi mới chịu được.
Buổi chiều của ngày mà bố từ chối không mua cho bé cuốn sách, Matilda đi một mình đến thư viện công cộng của địa phương. Đến nơi, bé tự giới thiệu mình với người thủ thư là bà Phelps. Bé hỏi bé có thể ngồi đây và đọc sách được không? Bà Phelps tuy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một cô bé tí hon không có bố mẹ đi kèm, vẫn đáp rằng cô bé được hoan nghênh. Thưa bà, sách của trẻ em ở đâu ạ? Chúng ở đằng kia, nơi những ngăn kệ thấp nhất. Cháu có muốn tôi đi tìm giúp cháu một cuốn sách hay nhiều hình ảnh không? Không, cảm ơn bà, cháu có thể tự lo được. Kể từ đó, mỗi buổi chiều, ngay khi người mẹ rời khỏi nhà đi chơi lô tô là bé Matilda lon ton tới thư viện. Chuyến đi chỉ mất 10 phút thôi, nhưng sau đó bé được những 2 giờ ngồi yên một mình trong cái góc ấm cúng, ngấu nghiến hết cuốn sách này sang cuốn sách khác. Khi đã đọc xong hết sách dành cho trẻ em, bé bắt đầu thơ thẩn đi tìm những sách khác. Bà Phelps, người đã say sưa theo dõi bé suốt mấy tuần qua, đứng dậy rời khỏi bàn và lại hỏi bé: Cháu cần tôi giúp gì không, Matilda? Cháu đang tự hỏi sẽ đọc tiếp cái gì, vì cháu đọc xong hết sách trẻ em rồi. Tức là cháu đã xem hết các tranh vẽ. Vâng, nhưng cháu cũng đọc chữ nữa. Bà Phelps đứng thẳng người, nhìn xuống Matilda. Bé ngước mắt lên nhìn đáp lại rồi nói: Nhiều cuốn truyện ý nghèo nàn, nhưng có một số cuốn rất hay. Cháu thích nhất là cuốn Khu vườn bí mật. Cuốn sách đầy vẻ huyền ảo, sự bí mật nơi khu vườn phía sau bức tường lớn. Bà Phelps sửng sốt: Chính xác là cháu mấy tuổi, Matilda? 4 tuổi 3 tháng ạ. Bà Phelps thấy ngạc nhiên hơn bao giờ hết, nhưng bà không để lộ ra, chỉ hỏi: Tiếp theo đây cháu muốn đọc loại sách gì? Cháu muốn đọc một cuốn hay hay mà người lớn thường đọc, một cuốn nổi tiếng, cháu không biết tên của ai cả. Bà Phelps thông thả cho mắt lướt qua những kệ sách. Bà hoàn toàn không biết phải hiểu gì, làm thế nào để chọn được một cuốn sách nổi tiếng dành cho người lớn để cho cô bé 4 tuổi đọc. Thoạt tiên, bà định lấy loại sách tình cảm lãng mạn dành cho các cô bé học trò tuổi 15. Nhưng vì lý do nào đó, theo bản năng, bà bước qua khỏi ngăn kệ đặc biệt đó. Cuối cùng bà nói: Cháu hãy thử cuốn này, một cuốn sách hay và nổi tiếng đấy. Nếu nó quá dài đối với cháu, hãy cho tôi biết, tôi sẽ tìm cuốn khác ngắn hơn và dễ đọc hơn. Matilda đọc: Triển vọng lớn lao của Charles Dickens, cháu muốn đọc thử nó. Bà Phelps tự nhủ: Chắc mình điên rồi. Nhưng bà nói với bé Matilda: Tất nhiên cháu có thể đọc thử nó. Những buổi chiều tiếp sau đó, bà Phelps khó mà rời mắt khỏi một cô bé nhỏ xíu đang ngồi hàng giờ liền trong chiếc ghế bành lớn ở góc phòng với cuốn sách đặt trong lòng. Cần thiết phải đặt nó trong lòng vì nó quá nặng, nghĩa là hầu như bé phải nghiêng người ra phía trước để đọc. Một cảnh tượng lạ lùng trước mắt bà Phelps: cô bé tí hon với mái tóc đen, đôi chân hầu như không chạm tới sàn, hoàn toàn đắm mình trong những cuộc phiêu lưu tuyệt vời của Pip và bà cô già Havisham trong ngôi nhà đầy mạng nhện mà nhà kể chuyện vĩ đại Charles Dickens đã dệt ra nó bằng ngôn từ đầy phép thuật của ông. Động tác duy nhất của cô độc giả nhí là thỉnh thoảng nhấc tay lên để lật từng trang sách. Bà Phelps luôn cảm thấy buồn mỗi khi bà phải băng qua căn phòng, đến gần chỗ bé và nói: 5 giờ kém 10 rồi, Matilda. Trong tuần lễ đầu tiên khi Matilda đến đây, bà Phelps đã hỏi: Mỗi ngày mẹ cháu đưa cháu đến đây và đón cháu về nhà phải không? Chiều nào mẹ cháu cũng đi Aylesbury để chơi lô tô, bà ấy không biết cháu tới đây. Nhưng như vậy là không đúng, tôi nghĩ cháu nên xin phép mẹ. Cháu không thích xin, mẹ cháu không khuyến khích đọc sách đâu, cha cháu cũng vậy. Nhưng họ muốn cháu phải làm gì nào vào mỗi buổi chiều trong ngôi nhà vắng vẻ? Đi lòng vòng hoặc là xem tivi. Tôi hiểu, mẹ cháu không quan tâm tới những gì cháu làm đâu. Bé Matilda buồn bã nói câu đó. Bà Phelps quan tâm đến sự an toàn của đứa bé khi phải đi bộ qua phố chính đông đúc và cả lúc băng qua đường, nhưng bà quyết định không can thiệp vào. Trong vòng một tuần, Matilda đã đọc xong cuốn Triển vọng lớn lao dày 411 trang. Bé nói: Cháu thích nó lắm, ông Dickens còn viết cuốn nào khác không? Bà Phelps sững sờ đáp: Nhiều lắm, tôi chọn cho cháu cuốn khác nhé. 6 tháng sau đó, dưới con mắt quan sát của bà Phelps, Matilda đã đọc xong những cuốn sách sau: Nicholas Nickleby của Charles Dickens,
Oliver Twist của Charles Dickens, Jane Eyre của Charlotte Bronte, Tự hào và thành kiến của Jane Austen, Tess vùng Oberville của Thomas Hardy, Biến vào trái đất của Mary Webb, Kim của Rudyard Kipling, Người vô hình, H.G. Wells, Ngư ông và biển cả của Ernest Hemingway, Âm thanh và cuồng nộ của William Faulkner, Chùm nho uất hận của John Steinbeck, Những người bạn tốt của G.B. Priestley, Dãy đá Britain của Graham Greene, Trại loài vật của George Orwell. Một danh sách kinh khủng, và lúc này con người bà Phelps đầy ấp niềm kích động. Nhưng có lẽ tốt hơn là bà không để cho chuyện này lan ra ngoài. Với người khác, có lẽ họ đã làm om sòm lên, nhưng bà Phelps thì không. Bà là người chỉ biết lo phần việc của mình, và từ lâu cho rằng chẳng đáng gì phải xen vào chuyện con cái của người khác. Bé Matilda nói với bà: "Ông Hemingway nói nhiều điều cháu chẳng hiểu gì cả, nhất là chuyện về đàn ông với đàn bà. Nhưng cháu thích lắm, cách ông ấy kể làm cho cháu có cảm giác mình đang tại ở chỗ đó quan sát mọi việc xảy ra." Một tác giả hay luôn khiến cho cháu có cảm giác như thế. Và đừng lo về những chỗ cháu không hiểu, hãy ngồi và để cho từ ngữ thấm vào cháu như âm nhạc vậy. "Vâng, cháu sẽ..." Bà Phelps nói tiếp: "Cháu biết không, những thư viện công cộng như thế này cho phép cháu mượn sách đem về nhà đấy." "Cháu không biết, cháu mượn được không?" "Được chứ, khi cháu chọn được cuốn sách cháu muốn, hãy mang lại chỗ tôi sẽ ghi vào sổ và cho cháu giữ nó suốt 2 tuần lễ. Nếu thích, cháu có thể mượn được nhiều cuốn một lúc." Kể từ đó, Matilda chỉ cần đến thư viện mỗi tuần một lần để mượn sách mới và trả sách cũ. Căn phòng ngủ của bé biến thành phòng đọc sách. Tại đó, bé sẽ ngồi đọc sách suốt các buổi chiều, đôi khi kèm theo một ca sô-cô-la nóng bên cạnh. Bé không đủ chiều cao để với tới những món đồ trong nhà bếp, nhưng bé có cất cái hộp nhỏ nơi gian nhà phụ. Mỗi khi cần lấy cái gì, bé bưng cái hộp và đứng trên nó. Bé thấy thích thú khi pha một ca sô-cô-la nóng, rồi đem vào căn phòng yên tĩnh, vừa nhấm nháp, vừa đọc sách suốt cả buổi chiều. Những cuốn sách đưa bé vào một thế giới mới, giới thiệu với bé những con người lạ lùng, có những cuộc đời thật xúc động. Bé lên đường hành hải cùng với Joseph Conrad, bé lạc vào châu Phi với Ernest Hemingway và đi Ấn Độ với Rudyard Kipling. Bé đã du lịch vòng quanh thế giới trong khi đang ngồi tại căn phòng nhỏ tại một ngôi làng nước Anh. Ông Wormwood, tay buôn xe cừ khôi, bố mẹ Matilda làm chủ một ngôi nhà xinh xắn với 3 phòng ngủ trên lầu, còn tầng trệt có phòng ăn, phòng khách và nhà bếp. Ông bố là tay buôn bán xe hơi cũ và hình như khá buôn may bán đắt. Ông bố phỏng mũi lên nói: "Mạc cưa chính là một trong những bí mật góp phần vào thành công của tao, mà tao chẳng phải tốn xu nào cả. Tao tha hồ lấy nó miễn phí từ những xưởng cưa." Matilda hỏi: "Ba lấy mạc cưa làm gì?" "Hả, mày muốn biết thật à? Con chẳng thấy mạc cưa có liên quan gì tới việc bán xe hơi cũ của ba." "Bởi vì mày là một đứa ngốc." Ông bố nói thế, lời lẽ ông ta chưa bao giờ tế nhị, nhưng Matilda quen rồi, bé cũng biết ông ta khoác lác và bé sẽ hỏi tới. "Chắc hẳn ba rất khôn ngoan mới tìm ra được cách dùng một đồ vật không tốn tiền. Ước gì con có thể làm như vậy." "Không được đâu, mày quá ngu ngốc. Nhưng tao sẽ không ngại kể cho thằng Mike nghe điều này, vì một ngày nào đó nó sẽ làm ăn chung với tao." Rồi ông bố quay sang đứa con nói: "Tao luôn vui sướng khi mua một chiếc xe mà tay chủ xe ngốc nghếch làm hư hại hộp số nặng nề, khiến nó kêu lọc cọc như điên. Giá nó rẻ lắm. Sau đó, tao chỉ phải trộn mặt cưa với dầu nhớt trong hộp số. Thế là nó chạy êm như ru." Matilda hỏi: "Nó chạy êm trong bao lâu rồi mới kêu lọc cọc trở lại?" "Khá đủ để người mua chạy thêm được khoảng 100 dặm. Matilda kêu lên: "Như vậy là không lương thiện, là lừa đảo." Ông bố gầm gừ: "Lương thiện chẳng bao giờ là mai giàu có cả. Khách hàng tới đó là để bị gạt." Ông Wormwood có dáng người nhỏ thó như chuột, với hàm răng trước chì ra bên dưới đám ria. Ông ta thích mặc bộ vest sọc caro tươi màu và diện cà vạt màu vàng hoặc màu xanh đọt chuối. Ông nói tiếp: "Lấy đồng hồ cây số làm thí dụ, khi một người muốn mua xe cũ, điều đầu tiên hắn ta muốn biết là chiếc xe đã chạy bao nhiêu dặm, đúng không?" Đứa con trai đáp: "Đúng. Tao mua của một lão già ngốc chiếc xe mà đồng hồ chỉ 150.000 dặm với giá rất rẻ.
nhưng sẽ không ai thèm mua lại một chiếc xe có chỉ số như vậy đâu. Thời buổi này, mày không thể lấy cái đồng hồ cây số ra rồi chỉnh lùi nó lại như mày đã từng làm cách đây 10 năm được. Họ gắn chặt đến nỗi mày khó mà chỉnh được nó. Vậy tao phải làm gì đây? Tao sử dụng bộ óc của tao. Thế đấy. Bằng cách nào? Thằng Mike hỏi, vẻ lôi cuốn. Dường như nó thừa hưởng được thói ưa thích lười bịp của cha nó. Tao đã ngồi suy nghĩ rất lâu. Làm sao đổi được cái đồng hồ chỉ 150.000 dặm thành 10.000 dặm mà không tháo nó ra từng mảnh chứ? Nếu tao chạy lùi chiếc xe thì tất nhiên con số sẽ quay lùi thôi. Nhưng có ai chạy lùi hết hàng chục ngàn dặm này sang chục ngàn dặm khác không? Không thể được. Tao gõ mạnh vào đầu tao. Tao sử dụng trí tuệ của tao. Khi mày được trời cho một trí tuệ thông minh như tao, mày phải dùng nó thôi. Đột nhiên câu trả lời nảy ra. Nói cho mẹ biết, cảm giác của tao lúc đó hệt như cảm giác của người đã phát hiện ra thuốc penicillin. Tao la lên, Eureka, tôi tìm ra rồi. Đứa con hỏi, ba đã làm gì? Đồng hồ cây số hoạt động được là nhờ sợi dây điện kết nối với bánh xe trước. Thế là trước hết, tao gỡ sợi dây điện đó ra. Sau đó tao kiếm mấy khoang điện tốc độ cao và nối với một đầu sợi dây điện. Khi mấy khoang quay, nó làm cho sợi dây điện quay lui. Mày hiểu ý tao không? Mày theo kịp tao chứ? Thằng Mike gật đầu. Hiểu rồi ba. Mấy khoang chạy với tốc độ kinh khiếp. Khi tao bật mấy khoang lên, con số nơi đồng hồ quay lui nhìn thấy mà mê. Tao xóa được 50.000 dặm trên đồng hồ chỉ trong vòng vài phút. Và lúc tao hoàn tất công việc, chiếc xe mới chạy có 10.000 dặm và nó sẵn sàng đưa đi bán. Tao nói với khách, hầu như nó còn mới nguyên, mới chạy có 10.000 dặm thôi. Nó là của một bà già chỉ lái xe đi mua sắm mỗi tuần một lần. Thằng Mike hỏi, ba thật sự cho đồng hồ cây số chạy lùi bằng mấy khoang điện à? Tao tiết lộ bí mật làm ăn của tao. Mày đừng có mà đi mách lẻo với người khác đấy. Mày không muốn cha mày bị tù chứ? Con chẳng nói với ai đâu. Ba gian lận nhiều chiếc xe không? Bất cứ chiếc xe nào qua tay tao đều được đối đãi như thế. Chúng đều được chỉnh đồng hồ cây số xuống khoảng 10.000 dặm trước khi đưa ra bán. Nghĩ xem, chỉ có mình tao sáng chế ra được điều đó. Tao đã bỏ túi được một số tiền lớn. Matilda nãy giờ ngồi nghe nói, nhưng ba, điều đó còn bất lương hơn việc dùng mạt cưa nữa. Ba lừa đảo những người đã tin tưởng ba. Ông bố trừng mắt. Nếu không thích thì mày đừng ăn uống gì trong nhà này. Tất cả đều được mua bằng tiền lời đó. Đồng tiền dơ bẩn, con ghét nó. Hai đốm màu đỏ xuất hiện nơi má ông bố. Ông ta hét lên. Mày tưởng mày là ai chứ? Tổng giám mục ở Canterbury hả? Mày đang giảng cho tao nghe về sự lương thiện hả? Mày chỉ là một đứa bé dốt nát nên mày chẳng biết mày đang nói về cái gì cả. Bà mẹ chen vào. Đúng đấy, Harry. Rồi quay sang Matilda. Mày dám nói năng với ba mày như thế hả? Ngậm miệng lại đi, để mọi người yên ổn xem chương trình TV này. Gia đình họ đang ngồi trong phòng khách cùng ngồi ăn tối trước cái TV, khay ăn đặt trên đầu gối. Bốn khay nhôm đựng bốn khẩu phần ăn gồm thịt hầm, khoai tây luộc và đậu. Bà Wormwood ngồi nhai nhóp nhép, mắt dán vào màn hình đang chiếu vở kịch truyền hình nhiều tập của Mỹ. Bà ta là một phụ nữ đồ sộ với mái tóc được nhuộm màu bạch kim. Nhưng nơi chân tóc, bà dễ dàng nhìn thấy màu nâu xỉn lộ ra. Bà ta trang điểm đậm đen, nhưng không thể che giấu được thân hình phì nộn nằm dưới lớp quần áo thắt chặt nhiều chỗ để tránh cho da thịt bị sổ tung ra ngoài. Matilda gọi, mẹ ơi, mẹ có phiền không nếu con ăn tối trong phòng ăn để con có thể đọc sách? Ông bố liếc đôi mắt sắc nhọn. Tao phiền đấy, bữa tối là lúc sum họp gia đình, không ai được rời bàn cho tới khi mọi người ăn xong. Nhưng chúng ta đâu có ngồi bàn. Chúng ta chưa từng ngồi bàn. Chúng ta luôn luôn để khay trên đầu gối, vừa ăn vừa xem tivi. Cho tao hỏi, xem tivi thì có gì sai nào? Ông bố đột ngột chuyển sang giọng ngọt ngào và nguy hiểm. Matilda không tự tin để trả lời ông bố nên bé giữ im lặng. Bé có thể cảm thấy được sự tức giận sục sôi trong lòng. Bé biết ghét bố mẹ mình như thế này là sai, nhưng bé thấy khó mà không ghét họ. Những cuốn sách bé đọc đã cho bé một quan điểm về cuộc đời mà họ chưa từng biết. Giá mà họ đọc được Dickens hay Kipling, họ sẽ hiểu rằng với cuộc sống có nhiều thứ hơn là việc đi lừa đảo người khác và xem TV. Còn điều này nữa, bé tức giận vì bị mắng là dốt nát và ngu ngốc khi bé biết rằng mình không phải thế. Sự phẫn nộ trong bé ngày càng sôi sục. Và tối đó, khi nằm trên giường, bé quyết định rằng
Mỗi lần bố hoặc mẹ cư xử cộc cằn với bé thì bé sẽ trả đũa lại bằng cách này hay cách khác. Một hai chiến thắng nho nhỏ sẽ giúp bé chịu đựng sự ngốc nghếch của họ và ngăn bé đừng phát điên lên. Các bạn phải nhớ rằng bé vẫn chưa được 5 tuổi và với đứa trẻ nhỏ như thế, nó không dễ dàng chỉ trích lại những người lớn đầy quyền lực như bố mẹ nó. Vì thế bé quyết định tấn công và ông bố, sau những gì xảy ra trước cái tivi tối hôm đó, đứng đầu tiên trong danh sách của bé. Hết chương 1.